Quý Hiền chào các bạn và hôm nay chúng ta sẽ ôn tập tổng hợp tất cả các dạng toán cơ bản về tỷ lệ thức nào. Buổi học hôm nay thì chúng ta sẽ ôn tập tổng hợp một số dạng toán cơ bản về tỷ lệ thức và chia tỷ lệ và vận dụng các kiến thức đó để giải các bài toán thực tế. Chúng ta đi vào nội dung và dạng 1 nào. Và dạng toán đầu tiên của chúng ta đó là chứng minh tỷ lệ thức. Bài tập đầu tiên của cô Hiền là bài 1. Cho A phần B bằng C phần D, yêu cầu chứng minh các đẳng thức sau với giả sử rằng các biểu thức đều có nghĩa. Câu A, yêu cầu chứng minh 2A cộng 3C phần 2B cộng 3D bằng 3A trừ 2C phần 3B trừ 2D. Câu B, yêu cầu chứng minh A bình cộng C bình trên B bình cộng D bình bằng AC nhân với BD. Và chúng ta cùng suy nghĩ nháp trước cho cô Hiền nhé. Thế thì đầu tiên câu A có hai cách làm. Và cách 1 chúng ta dùng tính chất của tỷ lệ thức như sau. Lưu ý này, A phần B bằng C phần D thì ta sẽ nhân cả tử và mẫu của phân số này với 3 thì ta được là 3A phần 3B. Tiếp theo là bằng 2C phần 2D và chúng ta lấy tử trừ tử, mẫu trừ mẫu, ta được là 3A trừ 2C phần 3B trừ 2D, chính là biểu thức này. Đúng chưa? Tương tự như vậy, nhân A phần B với 2 này, nhân C phần D với 3, xong đó cộng tử với tử, mẫu với mẫu này. Đây, ta được đẳng thức số 2. Và từ 1 và 2 và hai biểu thức này đều bằng A phần B bằng C phần D, đúng không? Như vậy suy ra là 2A cộng 3C phần 2B cộng 3D thì bằng 3A trừ 2C phần 3B trừ 2D. Như vậy cách 1, cô chốt lại vấn đề đó là dùng tính chất của tỷ lệ thức. Cách số 2 là chúng ta dùng cách đặt K. Đặt A phần B bằng C phần D bằng K và chúng ta biến đổi từng vế một theo K. Đây cô gọi là vế trái đi. Vế trái thì bằng 2A cộng 3C phần 2B cộng 3D. Thì từ cách đặt K này chúng ta nhìn cho cô này, A sẽ bằng K nhân với B, còn C sẽ bằng K nhân với D. Cứ chỗ nào có A thì thay bằng BK, chỗ nào có C thay bằng DK và thay vào cho cô. Đây cô thay đây, A đây, BK đây, C đây, DK đây. Và đến đây thì đặt thừa số chung, rút gọn đúng không? Ta được K, K. Từ đó, hai biểu thức này bằng nhau đúng không? Như vậy suy ra hai vế này bằng nhau. Và ta có điều phải chứng minh. Câu B thì cũng thấy tương tự như câu A đúng không? Thì chúng ta hoàn toàn có thể làm bằng cách đặt K. Nhưng cách dùng tỷ lệ thức chúng ta phải lưu ý một chút, bởi vì ở đây là A bình cộng C bình phần B bình cộng D bình. Lưu ý này, A phần B không bằng với A bình phần B bình đâu nhá. Nhớ chưa? Chỉ có là A phần B bằng C phần D thì bình phương chúng lên cũng bằng nhau đấy. Và cô hướng dẫn chúng ta cách số 1 dùng tính chất tỷ lệ thức của câu B như sau. A phần B bằng C phần D nên là bình phương lên. Ta có điều này. Sau đó là tử cộng tử, mẫu cộng mẫu đúng không? Thế còn điều nữa này, tích của A phần B nhân C phần D thì cũng bằng C phần D nhân C phần D. Và ta được là AC phần BD cũng bằng C bình trên D bình. Như vậy là muốn dùng tỷ lệ thức chúng ta phải khéo khéo một chút, bắt cầu vào đúng không? Đúng chưa? Bởi vì hai biểu thức này đều bằng C bình trên D bình và ta được điều phải chứng minh. Thế còn cách làm K thì các bạn hãy tự làm cho cô Hiền nhé. Tiếp theo này, bài số 2 là một bài cô cho rất là nhiều ý chúng ta luyện tập và cách làm bài 2 thì tương tự bài 1. Bài số 3 phức tạp hơn một chút nhé. Cho biểu thức A trừ 2C phần B trừ 2D bằng âm A cộng 3C phần âm B cộng 3D. Chứng minh một biểu thức cũng phức tạp không kém. Thế thì chúng ta suy nghĩ nào. Cô Hiền gợi ý này, từ cái biểu thức này các bạn làm thế nào mà suy ra cho cô được A phần B bằng C phần D? Thì có phải là việc chứng minh này đưa về bài số 1 đúng không? Đúng chưa? Như vậy các bạn hãy viết đề vào vở và suy nghĩ trước, rồi cô Hiền sẽ gợi ý nhé. Và đây là hướng dẫn cho cô Hiền này. Rất đơn giản thôi, cái này là A, cái này là âm A, tử cộng tử, mẫu cộng mẫu đúng không?
thì ta ra là C phần D. Thế thì khi mà có A trừ 2C phần B trừ 2D bằng C phần D rồi thì chỉ cần nhân cái phân số C phần D với 2, sau đó cộng vào, đúng không? Chưa? Thì ta được là A phần B. Như vậy, từ điều này ta suy được là A phần B bằng C phần D, và ta trở lại bài toán 1 thì dễ rồi, đúng không? Như vậy, ta rút ra bài học đó là sử dụng tính chất của dãy thể số bằng nhau, ta có thể đơn giản được một đẳng thức. Bài số 4 tương tự bài số 3 ở trên, cô cho các bạn để các bạn luyện tập. Và bài số 5 là một bài khác một chút, đó là áp dụng tỷ lệ thức trong hình học. Cô đọc đề nhé. Ở hình vẽ bên cho biết AB phần AD bằng AC phần AE. Tức là thằng này này, chia thằng này này, thì bằng AC phần AE này, được chưa? Yêu cầu chứng minh BD phần AD bằng CE phần AE. Bài toán này thì cũng không hề khó đâu các bạn ạ. Dùng tính chất cộng đoạn thẳng cho cô. Tức là chúng ta sẽ tách AB ra thành AD cộng BD, đúng không? Được chưa? Tách AC thành AE cộng với EC, đúng không? Đây. Chia xuống cho cô. Thì chúng ta để ý này, AD chia AD thì bằng 1, đúng không? AE chia AE cũng bằng 1. Và như vậy bớt 1 cả hai vế đi. Bớt. Như vậy ta được là BD phần AD bằng CE phần AE. Bài toán này minh họa là tỷ lệ thức cũng được sử dụng trong hình học. Và sắp tới chúng ta sẽ học trong chương trình lớp 8 đấy. Dạng toán số 2 đó là tìm thành phần chưa biết trong dãy tỷ số. Bài 6 có 3 câu ABC và chúng ta hãy làm câu AB trước vào vở nào. Câu A thì rất là đơn giản, đúng không? Cô không chữa, đúng không? Câu B thì có một số bạn sẽ bị nhầm bởi vì là thiếu trường hợp, đúng không? Thì cô dẫn câu B như sau. Câu B thì chúng ta sẽ biến đổi cái này bằng cách là đổi dấu từ, đổi dấu mẫu. Tức là bớt dấu âm đi, đúng không? Trừ 12 thì ta biến đổi cho dấu trừ xuống mẫu cũng được. Hoặc là đổi dấu từ, đổi dấu mẫu thì không thay đổi, đúng không? Và như vậy là ở đây thì cô đưa dấu trừ xuống mẫu này. Bạn nhìn thấy chưa? Đến đây thì x trừ 2 phần 3 thì bằng 12 phần x trừ 2. Và nhân chéo lên cho cô thì ta được là x trừ 2 bình phương bằng 36. Nhớ không được sót trường hợp. Có hai trường hợp 6 và âm 6. Ta tìm được hai giá trị của x là 8 và âm 4. Các bạn hãy trình bày cẩn thận vào vở cho cô Hiền nhé. Và đây là câu C. Chúng ta cùng suy nghĩ trong một vài phút nào. Bây giờ cô hướng dẫn các bạn làm câu C nhá. Các bạn nhìn này. Cách thứ nhất chúng ta làm theo cách bình thường, đó là nhân chéo. Cách thứ hai là làm mất x, coi như dãy thì xung bằng nhau đi. Thì cái này chính là bằng bao nhiêu đây? Đây, nhân 3 lên cho cô. Là x trừ 11 phần 5 thì bằng 3x trừ 33 phần 15, đúng không? Bằng 3x cộng 11 phần 4. Đến đây thì mình lấy tử trừ tử, mẫu trừ mẫu, được không? Và bằng bao nhiêu đây? Tử này trừ tử này, 3x 3 trừ 3x mất này. Trừ 33 trừ 11 là trừ 44. 15 trừ 4 là còn 11. Và kết quả bằng âm 4. Đến đây suy ra x trừ 11 phần 5 bằng âm 4, đúng không? Và các bạn tìm nốt cho cô x nhé.